Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Agribank Cao Phong đồng hành cùng nông dân phát triển. Tiềm năng phát triển du lịch thể thao mạo hiểm Hồ Hòa Bình. Tổng thống Mỹ phát biểu tại hội nghị COP27, trong đó khẳng định Mỹ cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong nước và trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh có nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó quy định cụ thể về hình thức huy động, cơ chế huy động, tổ chức quản lý và sử dụng quyết toán nguồn vốn tín dụng, quy định nguồn vốn huy động từ nguồn hợp pháp của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn thực hiện các chương trình, từ các khoản đóng góp tự nguyện và viện trợ không hoàn lại của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các dự án và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Huy động nguồn vốn được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như tiền mặt, hiện vật, đất đai, cây cối, hoa màu trên đất, ngày công lao động được quy đổi thành tiền. Văn bản cũng quy định rõ phương thức, nguyên tắc huy động, quản lý và sử dụng, thanh quyết toán và công khai tài chính các khoản huy động. Các cơ quan đơn vị cá nhân liên quan cần thường xuyên kiểm tra giám sát để việc huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiệu quả, đúng quy định. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Năm 2022, huyện Kim Bôi được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá. Ủy ban Nhân dân huyện đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành các nhiệm vụ tỉnh giao. Đến nay đã có 2 nhiệm vụ hoàn thành là quy hoạch chung xây dựng xã Đu Sáng và nhiệm vụ triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ. Để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm, huyện Kim Bôi tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, các phòng đơn vị trực thuộc, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đổi mới tác phong lề lối làm việc của cán bộ công chức viên chức, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính từ huyện đến xã. Huyện Kim Bôi dự kiến một nhiệm vụ không hoàn thành, đó là việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại xóm Cốc, xã Vĩnh Đồng và khu Mờ Đá, thị trấn Bo, do Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu điều chỉnh sang đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kim ngạch xuất khẩu của năm 2022 ước đạt hơn 1.430 triệu đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100% so với kế hoạch năm. Trong đó, nhóm hàng điện tử, thấu kính và dệt may tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực với tốc độ tăng trưởng đạt 13,9-18,9%. Kim ngạch xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ do các doanh nghiệp đã chủ động phát triển thêm một số thị trường mới để mở rộng thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ tạo thuận lợi về các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt tình hình và xử lý tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu. Ngày 11 tháng 11, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình khai giảng năm học 2022-2023, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo chính quy ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Năm học 2022-2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình tuyển sinh mới 145 sinh viên, nâng tổng số sinh viên chính quy đạt 645 em với 12 lớp cao đẳng chính quy. Các đơn vị trực thuộc hoạt động hiệu quả, tỷ lệ giáo viên giỏi chiếm trên 50%. Năm học 2022-2023, trường sẽ tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, thực hiện nhiệm vụ năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra, tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo và các giải pháp bảo đảm chất lượng dạy và học. Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã được Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội trao quyết định công nhận chương trình đào tạo chính quy ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng. Hai tập thể của nhà trường đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 11 tháng 11, Hội Khuyến học tỉnh, Câu lạc bộ Thiện nguyện Anh chị em Charity của Hiệp hội Những doanh nhân đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai chương trình Hành trình tiếp sức đến trường lần thứ 6 năm 2022.
Tại chương trình, câu lạc bộ đã tặng 400 chiếc xe đạp với tổng trị giá 800 triệu đồng cho những em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đà Bắc, Kim Bôi. Đà Bắc và Kim Bôi là hai huyện đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình Tiếp sức đến trường là hành trình kết nối từ trái tim đến trái tim do câu lạc bộ Anh chị em Charity tổ chức với thông điệp chia sẻ đến cộng đồng những giá trị yêu thương đến những em học sinh nghèo hiếu học, những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp em có niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Đây là hoạt động thường niên nổi bật của câu lạc bộ, mỗi năm được thực hiện từ 4 đến 6 tỉnh thành, hàng nghìn chiếc xe đạp được trao đến những em học sinh. Huyện Yên Thủy phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện nông thôn mới, có 3 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Hiện tại huyện có 6 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% số xã. Các địa phương đang rà soát xây dựng chương trình kế hoạch lộ trình cụ thể để các xã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn của huyện có sự thay đổi, kinh tế phát triển khá, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ gắn với xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm. Kết cấu hạ tầng được xây dựng khang trang, nhất là hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở trường học từng bước đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 8,49%. Thưa quý vị và các bạn, là ngân hàng đồng hành cùng Tam Nông, thời gian qua Agribank chi nhánh huyện Cao Phong luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn trên địa bàn, từ đó giúp người dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Với quy mô ban đầu là cơ sở kinh doanh nông sản năm 2022, nắm bắt lợi thế của địa phương, ông Trương Hồng Long ở xóm Bảm, xã Tây Phong, huyện Cao Phong quyết định vay vốn Agribank Cao Phong đầu tư trồng cam. Đến thời điểm này, gia đình ông có trên 3 hectare cam với các giống cam lòng vàng, cam canh và cam V2. Năm 2021, trừ chi phí, vườn cam đã mang về cho gia đình ông 1,2 tỷ đồng. Niên vụ cam 2022, do chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật chuẩn Việt Gáp, vườn cam dự kiến sẽ cho sản lượng 100 tấn, hứa hẹn sẽ mang lại nguồn thu đáng kể. Sau hơn 10 năm sản xuất ổn định, luôn được ngân hàng đồng hành với tổng dư nợ đến thời điểm này là 2,2 tỷ đồng, gia đình ông Long dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất. Thấy cây cam nó ở cái đất Cao Phong nó rất là có hiệu quả kinh tế, mang lại hiệu quả kinh tế cao thì gia đình có vay thêm vốn của ngân hàng, thế là mở rộng trồng thêm được hơn 3 ha cam. Thế thì từ khi mà sản xuất kinh doanh cam được vào thu hoạch rồi thì ngoài cái việc trả lãi của ngân hàng và đầu tư tái sản xuất thì cái lãi của từ cái sản xuất nông nghiệp từ cây cam, cây mía cũng mang lại rất là nhiều cái đời sống kinh tế cho gia đình. Thấu hiểu và luôn sát cánh để người dân vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương, Agribank chi nhánh huyện Cao Phong đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền các chương trình cho vay ưu đãi của ngân hàng, đặc biệt là các chương trình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tính đến hết tháng 10 năm 2022, Agribank Cao Phong đã cung cấp nguồn vốn cho người dân phát triển kinh tế với tổng dư nợ gần 789 tỷ đồng với khoảng 5.500 khách hàng. Sự hỗ trợ về vốn đã giúp bà con mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chi nhánh cũng thường xuyên rà soát những đợt rà soát đi đến từng hộ vay vốn, những cái hộ mà rà soát chưa vay vốn thì là chi nhánh cũng thực hiện rà soát từng hộ vay vốn, hoặc là thông qua các tổ trưởng tổ vay vốn, là thông qua đó là chúng tôi rà soát những cái khách hàng mà chưa vay chi nhánh mà có đủ điều kiện thì cũng cố gắng để đáp ứng được cái nhu cầu vay vốn của bà con. Agribank Cao Phong thường xuyên khảo sát nhu cầu của khách hàng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, trong đó lấy hội nông dân làm nòng cốt để mở rộng cho vay. Thông qua 130 tổ nhóm đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn để các xã, thị trấn, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận nhanh chóng và thuận lợi. Đồng thời tiếp tục mở các lớp tập huấn cho các tổ vay vốn, bảo đảm phát huy vai trò của ngân hàng trong thực hiện chính sách Tam Nông, bảo đảm tất cả khách hàng đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay đều được đáp ứng đầy đủ và kịp thời về vốn. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, Lương Sơn gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng.
tiềm năng phát triển du lịch thể thao mạo hiểm Hồ Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10 năm 1958, trong chuyến thăm tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Sư đoàn Bộ đội miền Nam tập kết đóng ở Lương Sơn và Tập đoàn Sản xuất Chí Hòa. Sự kiện Bác Hồ về thăm Lương Sơn là một sự kiện quan trọng, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Nhằm gìn giữ, bảo tồn di tích và lưu giữ chứng tích lịch sử này, ngày 9 tháng 10 năm 2009, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký quyết định số 1959 xếp hạng di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn Sản xuất Chí Hòa, xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn là di tích lịch sử cách mạng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 1956, thực hiện chủ trương của Đảng Nhà nước, 45 cán bộ miền Nam tập kết ra miền Bắc. Cùng với các đồng chí tù chính trị thuộc khám Chí Hòa do thực dân Pháp trao trả đã đến huyện Lương Sơn, thành lập Tập đoàn 1 và Tập đoàn Chí Hòa làm nhiệm vụ khai khẩn đất hoang, phát triển kinh tế tại địa phương. Sau đó sáp nhập hai tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Sản xuất miền Nam, sau đổi tên là Tập đoàn Sản xuất Cửu Long. Với những thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất, Tập đoàn Sản xuất Chí Hòa được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng 3 với thành tích sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ở Lương Sơn, Hòa Bình. Ngày 19 tháng 10 năm 1958, trong chuyến thăm tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Sư đoàn Bộ đội miền Nam tập kết đóng ở Lương Sơn và Tập đoàn Sản xuất Chí Hòa. Sự kiện Bác Hồ về thăm Lương Sơn là sự kiện quan trọng, là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc trong huyện. Bác về đây thì cả cái tập đoàn này vô cùng là vui sướng. Sau khi được tin bác về nói chuyện và căn dặn truyền đạt đến tất cả 30 cái tập đoàn sản xuất miền Nam này thì mọi người rất là sung sướng. Mà chúng tôi lúc bấy giờ không thể nào, khi nghe cái tin này thì mọi người rất là cảm xúc, ngay thế hệ chúng tôi cũng vậy. Thế chính vì vậy mà nông trường mới giáo diết là xin đề nghị họp hành là muốn là xây dựng cái di tích này. Bởi vì cái ý nghĩa nó rất là to lớn, nó động viên được các phong trào sản xuất thi đua ở đây. Sau khi bác đi rồi thì phong trào sản xuất thi đua ở đây rất là mạnh. Khi mà tiến hành tôn tạo cái di tích này mà chúng tôi được tin là chúng tôi rất là phấn khởi. Nhằm gìn giữ, bảo tồn di tích và lưu giữ chứng tích lịch sử này, tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tôn tạo di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn Sản xuất Chí Hòa với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14 tỷ đồng với diện tích gần 6.000 m2. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành hạng mục giai đoạn 1 với các hạng mục nhà tưởng niệm Bác Hồ, cổng tường rào, bồn cây khế, nơi Bác Hồ nghỉ chân, giàn hoa giấy và một số hạng mục phụ trợ khác. Giai đoạn 2, công trình được đầu tư 10 tỷ đồng với các hạng mục nhà tả vu, nhà hữu vu, nhà phương đình, nhà khách, cổng sân vườn và một số công trình phụ trợ khác. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có nhiều chủ trương chính sách và tuyên truyền vận động bà con nhân dân để bảo vệ di tích. Trong đó, Ủy ban đã thành lập ban quản lý di tích và các tổ quản lý di tích. Hiện nay thì công trình đã được khánh thành giai đoạn 1. Thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã giao cho công chức chuyên môn là tuyên truyền bà con nhân dân trên hệ thống truyền thanh của xã, cũng như qua các hội nghị của Ủy ban, và cũng vận động nhân dân bảo vệ và giữ gìn di tích. Nhận thức được vị thế giá trị to lớn, giàu tính nhân văn của di tích lịch sử cách mạng, huyện Lương Sơn đã kiện toàn ban quản lý di tích, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung các tư liệu hiện vật liên quan để trưng bày, phát huy vai trò là nơi giáo dục truyền thống, thu hút khách du lịch đến với địa phương. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình được kỳ vọng sẽ là chìa khóa then chốt cho việc phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình, là đòn bẩy, động lực quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đến nay, rất nhiều công ty lữ hành trong và ngoài nước đã tới khảo sát mở các tuyến tour du lịch mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hồ Hòa Bình là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, có chiều dài hơn 100 km, dung tích chứa gần 9,5 tỷ mét khối nước, trải rộng trên địa bàn các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, Đà Bắc và thành phố Hòa Bình. Đây cũng là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc có bản sắc văn hóa độc đáo như Mường, Tày, Dao, Thái. Khu vực lòng hồ có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi với diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất diện tích gần 160 ha, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình đầy tiềm năng để phát triển du lịch. Các sản phẩm du lịch chính được ưu tiên phát triển hiện nay gồm
tham quan hệ sinh thái hồ, nghỉ dưỡng sinh thái trên hồ, trên đảo, du thuyền ngắm cảnh quan trên hồ, tham quan tìm hiểu lịch sử, văn hóa của dân tộc Mường, lễ hội đền bờ, tìm hiểu trải nghiệm đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại bản Mỗ, bản Ké, bản Tiện, bản Đá Bia, bản Trụ, tham quan công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình. Để làm đa dạng thêm tour tuyến và các dịch vụ du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã mời thêm nhiều công ty lữ hành, chuyên gia thể thao mạo hiểm hàng đầu trong khu vực đi khảo sát các tour du lịch thể thao trên lòng hồ. Hello, thank you for giving me opportunity to come over here. Phong cảnh anh đánh giá là rất là đẹp, một trong những nơi mà đẹp nhất mà anh đã từng tới ở Việt Nam. Và ở đây thì có một cái tiềm năng về du lịch tương đối là lớn. Và anh em mong muốn rằng là ở có thể triển khai một số cái dịch vụ như là bay dù lượn hoặc là bay dù lượn có động cơ, bay trên mặt nước, có kéo tời, có thể triển khai một số dịch vụ khác như là zip line hoặc là leo vách núi hoặc là nhảy băng di chẳng hạn, thì để cho du khách đến đây người ta có các cái hoạt động có thể thực hiện được. Trong những năm qua, du lịch thể thao mạo hiểm được nhiều tỉnh thành phố chú trọng phát triển, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn. Tuy nhiên, dù được các chuyên gia đánh giá là có nhiều lợi thế để phát triển dòng sản phẩm này trên lòng hồ Hòa Bình, song để phát triển được nó, đòi hỏi các ngành liên quan đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư du lịch thể thao mạo hiểm. Cần có biện pháp hạn chế tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với khách du lịch trong quá trình tổ chức các tour du lịch thể thao mạo hiểm tại những khu vực nguy hiểm. Các doanh nghiệp lữ hành của Hòa Bình cần mở rộng liên kết với các doanh nghiệp du lịch ngoài tỉnh, kể cả doanh nghiệp nước ngoài chuyên tổ chức các tour du lịch mạo hiểm hoặc tăng cường các sự kiện du lịch thể thao mạo hiểm để làm phong phú thêm sản phẩm du lịch của địa phương. Hiện nay một số cái mô hình gọi là nghỉ dưỡng quiet rất là phổ biến, phát triển rất mạnh. Tôi nghĩ đây cũng là một cái địa điểm mà có thể áp dụng cho cái mô hình đó được. Một là ta đi theo hướng là thể thao mạo hiểm, như là đấy zip line hoặc là rock climbing hoặc là băng ghi. Còn nếu không thì sẽ chuyển hẳn ra một cái hình thức là nghỉ dưỡng kiểu giảm tải stress. Đấy là rất độc đáo mà Việt Nam thì chưa có. Chúng tôi cũng sẽ mời họ tiếp tục để quay trở lại, tại vì là cái thời gian này khảo sát thì cũng mới là chuyến đi ban đầu, là chuyến đi sơ khảo. Thế nhưng mà dự kiến là trong có thể cuối năm hoặc năm tới là sẽ tiếp tục mở những đoàn khảo sát liên quan đến các cái lĩnh vực về phát triển sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm, đặc biệt là cái môn thể thao mà có thể là khai thác ở cái khu vực Hồ Tiên trên núi. Cùng với các sản phẩm du lịch truyền thống tại vùng Hồ Hòa Bình, thì những trải nghiệm du lịch thể thao mạo hiểm trong thời gian tới sẽ tạo sức hút với khách du lịch trong và ngoài nước. Để loại hình này phát triển hấp dẫn du khách, tỉnh cần có chiến lược dài hạn trong việc kêu gọi đầu tư, xây dựng tiêu chuẩn bảo đảm an toàn cho du khách, cũng như bảo vệ môi trường sinh thái trên vùng hồ. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 11 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu tại hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP27 hiện đang diễn ra ở Ai Cập. Trong đó, Tổng thống Biden cho biết Mỹ cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu ở trong nước và trên toàn thế giới, nhưng nhấn mạnh rằng các quốc gia khác cũng cần phải hành động. Tổng thống Biden đã đề cập đến Quỹ Thích ứng Toàn cầu được thành lập để giúp các quốc gia đang phát triển đối phó với tình trạng lũ lụt, hạn hán và các thảm họa khí hậu khác. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đang tăng gấp đôi cam kết với quỹ trong năm nay để nâng tổng số tiền viện trợ lên đến 100 triệu đô la. Tổng thống Biden cho rằng thế giới cần cắt giảm phát thải mê tan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính ít nhất là 30% vào năm 2030. Ông hứa hẹn sẽ có những hành động quản lý mạnh mẽ đối với các ngành công nghiệp dầu khí để giảm phát thải khí mê tan ở Mỹ xuống 87% vào năm 2030 so với mức năm 2005. Tổng thống Biden đã ký thành luật dự luật khí hậu được cho là lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử của Mỹ hồi tháng 8. Ông cho biết những hành động mà chính phủ Mỹ đang thực hiện giúp nước này đạt được mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ 50 đến 52% vào năm 2030. Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố quân đội nước này đã hoàn tất việc rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro ở khu vực Kherson thuộc miền Nam Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Igor Konashenkov cho biết hơn 30.000 binh sĩ Nga với khoảng 5.000 thiết bị đã được di chuyển đến bờ đông của sông Dnipro.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không còn khí tài quân sự hoặc binh sĩ nào của Nga ở lại bờ Tây con sông này, bao gồm cả thủ phủ Kherson. Nga tuyên bố mục tiêu đặt ra cho việc rút quân khỏi thành phố Kherson là nhằm đảm bảo các vị trí tốt hơn, đồng thời đảm bảo tính mạng của binh sĩ và dân thường. Kherson là khu vực đã tiến hành trưng cầu dân ý với đa số người dân ủng hộ sáp nhập về Nga hồi tháng 9 vừa qua. Chính quyền Kherson gần đây đã hối thúc người dân sơ tán. Với sự hỗ trợ của lực lượng Nga, hơn 115.000 người đã rời khỏi Kherson trong những tuần gần đây. Liên minh châu Âu EU ngày 11 tháng 11 cảnh báo khu vực đồng tiền chung châu Âu Euro có thể sẽ rơi vào suy thoái trong mùa đông này, trong bối cảnh lạm phát dự báo tiếp tục tăng cho đến năm 2023 do giá năng lượng tăng cao. Ủy ban châu Âu dự báo sự bất ổn và chi phí gia tăng sẽ khiến Euro và hầu hết các nước thành viên của EU rơi vào suy thoái trong quý cuối cùng của năm nay. Theo Ủy ban châu Âu, hoạt động kinh tế của châu Âu sẽ tiếp tục suy giảm trong quý đầu tiên của năm 2023, nhưng sẽ tăng trở lại vào mùa xuân. Hoạt động kinh tế dự báo sẽ suy giảm và đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP 0,3% vào năm 2023, giảm so với dự báo 1,4% đưa ra hồi tháng 7 vừa qua. Trong báo cáo mới nhất, giới chức EU dự báo lạm phát năm 2022 trên toàn khu vực Liên minh châu Âu dự kiến đạt mức 9,3%, trong khi đó lạm phát tại khu vực đồng euro là 8,5%. Hiện, châu Âu đang phải đối mặt với những cú sốc kinh tế do tác động của cuộc xung đột ở Ukraine, khiến chi phí năng lượng tăng cao và tạo ra một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với người tiêu dùng. Chính quyền Taliban vừa ban hành lệnh cấm phụ nữ Afghanistan đến các phòng tập thể dục và công viên giải trí. Đây là hạn chế mới nhất đối với phụ nữ ở Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền. Theo Taliban, lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh các quy định phân biệt giới tính và quy định về trang phục tại những cơ sở nói trên được cho là bị phớt lờ. Sau biện pháp mới, một số phòng tập thể dục và công viên giải trí đã bị bỏ trống do lực lượng Taliban tuần tra. Lệnh cấm khiến các chủ doanh nghiệp lo ngại về doanh thu của họ. Hạn chế mới nhất đối với quyền tự do của phụ nữ Afghanistan được đưa ra hơn một năm sau khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái. Quy định mới càng đẩy phụ nữ Afghanistan ra khỏi một không gian công cộng ngày càng bị thu hẹp, trong đó họ bị cấm đi lại mà không có nam giới hộ tống và buộc phải đội khăn trùm đầu bất cứ khi nào ra khỏi nhà. Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa ra mắt một loại robot có thể nhanh chóng phân loại sản phẩm sau khi nhận dạng hình dạng và màu sắc của chúng. Amazon đang hướng tới mục tiêu tự động hóa các hoạt động của mình do phải đối phó với yêu cầu tăng lương và tình trạng lạm phát. Amazon đã giới thiệu với giới truyền thông về robot Sparrow tại cơ sở sản xuất và phát triển của công ty gần thành phố Boston ở Mỹ. Robot này sử dụng trí tuệ nhân tạo và camera xung quanh cánh tay của mình. Công nghệ này giúp robot nhanh chóng xác định được sự xuất hiện của hàng triệu sản phẩm. Một phần ở đầu cánh tay của robot thay đổi hình dạng để có thể xử lý một số mặt hàng. Bộ phận này chọn và đặt hàng vào đúng hộp. Amazon sử dụng hơn nửa triệu robot tại các cơ sở hậu cần của mình trên khắp thế giới. Một thiết bị mới khác của công ty này có thể vận chuyển hàng có trọng tải lớn. Cảm biến tại thiết bị này đảm bảo thiết bị có thể tránh va vào người và các chướng ngại vật khác. Một số máy bay không người lái được Amazon phát triển dự kiến cũng sẽ bắt đầu giao hàng vào cuối năm nay tại các khu vực của bang California và Texas. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.